Chào mừng anh em, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là tới Tết 2023 rồi. Mà anh em đã bấm vào clip này của Manspace có nghĩa là anh em đang muốn cho mình một mái tóc nó đẹp hơn, nó vào nếp hơn, nó có độ phồng hơn và tất nhiên là phải hấp dẫn và đẹp trai hơn bình thường, đúng không? Mà nếu anh em chúng ta muốn có một mái tóc đẹp thì đầu tiên tóc của chúng ta nó phải khỏe mới được đã. Và đó cũng chính là nội dung clip ngày hôm nay. Với cái routine chăm sóc tóc rất là đơn giản, rất là dễ làm và cũng không tốn quá nhiều thời gian mà bất kỳ người nam giới nào ở đây cũng có thể làm được để có cho mình một mái tóc nó thật là hấp dẫn, thật là đẹp trai vào năm 2023 nha. Ok, anh em không đợi lâu nữa đâu, bắt đầu nè. Thì bây giờ tôi đã làm ướt tóc rồi để tôi demo cho anh em xem nha. Cái bước đầu tiên em có thể làm để chăm sóc tóc cho anh em đó chính là tẩy tế bào chết da đầu của anh em. Thì nhiều anh em ở đây không có thói quen tẩy tế bào chết da đầu đúng không? Nên là nó có thể anh em sẽ có những cái tình trạng ví dụ như là tóc của anh em thường xuyên bị rụng nè, da đầu của anh em có gầu nè, bị ngứa nè, rồi bị viêm da đầu lum la hết. Thì khi á mà anh em tẩy tế bào chết da đầu á, anh em đừng có tập trung vào cái tóc của anh em mà anh em hãy tập trung vào cái da đầu của anh em á. Hãy có những cái động tác tay nó xoa cái phần da đầu để nó loại bỏ được những cái tế bào chết, nó loại bỏ được những cái bụi bẩn đóng một cái cục lại rất là lâu đó anh em. Thì sau khi á mà anh em đã tẩy tế bào chết cho da đầu xong á thì anh em hãy xả nước nó bình thường nha anh em, giống như là anh em ngồi đầu bình thường vậy. Cái bước thứ hai trong quá trình chăm sóc tóc của anh em đó chính là sử dụng dầu gội, sau đó tới dầu xả. Thì một số anh em ở đây á có thói quen là sử dụng dầu gội chung với dầu xả luôn thì nó không sao, nhưng thực sự á là nếu mà tôi khuyên anh em á thì tôi khuyên anh em là hãy có cho mình một cái chai dầu gội riêng, một cái chai dầu xả riêng. Vì nếu chúng ta gội đầu mỗi ngày á, cái da đầu của chúng ta nó sẽ bị tước đi những cái dầu tự nhiên có trong tóc, dẫn tới việc tóc của chúng ta rất là bị khô, bị sơ. Nhưng mà tôi biết anh em ở đây có một cái câu hỏi, đó chính là nếu như mà anh em tạo kiểu tóc mỗi ngày thì không lẽ là không có gội đầu được hay sao? Thì ok, nếu như mà anh em muốn tạo kiểu tóc mỗi ngày và vẫn muốn gội đầu mỗi ngày á thì có một cái cách cho anh em, nhưng mà nó sẽ nằm ở khúc cuối video này. Quay lại ở cái bước này á, đó chính là anh em hãy sử dụng dầu gội riêng, sau đó là dầu xả riêng nha. Sẵn share với anh em á thì chai dầu gội này là một cái món quà của người yêu tôi tặng. Thì cái chai dầu gội này á nó thiết kế dành riêng cho Manspace nha anh em. Anh em hãy xoa nhẹ thôi. Sau khi anh em đã gội đầu xong á thì anh em xả tóc của anh em nha. Sau khi á mà anh em đã xả hết cái dầu gội trên tóc của anh em á thì anh em khoan sử dụng dầu xả liền. Mà anh em lấy cái tay của mình á, anh em tước cái nước ra một chút xíu, đừng có cho tóc của anh em nó còn nhiều nước quá, để cái quá trình mà anh em xả tóc á, những cái dưỡng chất của dầu xả nó dễ dàng thấm vào tóc của anh em hơn. Cái phần tiếp theo trong cái bước thứ hai đó chính là anh em sử dụng dầu xả. Khi mà anh em sử dụng dầu xả thì tôi có một cái tip cho anh em á, đó chính là anh em đầu tiên á xoa ra tay của anh em trước. Nhưng mà cái quá trình mà anh em vuốt cái dầu xả lên tóc của anh em á, anh em đừng có vuốt vô cái da đầu, nó khác với bước thứ nhất. Là nếu như bước thứ nhất á là loại bỏ tế bào chết cho da đầu thì anh em tập trung cho da đầu, còn cái bước dầu xả là anh em cung cấp những cái dưỡng chất cho cái tóc của anh em đó. Cho nên cái khi mà anh em xoa dầu xả lên đầu á, anh em hãy xoa vào cái tóc của anh em á, đừng có xoa vào da đầu nha. Từ cái thân tóc, từ cái gốc tóc cho tới những cái ngọn tóc luôn, tập trung nhiều vào phần tóc của anh em. Thì sau khi á mà anh em đã bôi dầu xả lên tóc của anh em á thì anh em đợi tầm khoảng từ 3 cho tới 4 phút. Trong cái quá trình đó thì dầu xả nó sẽ giúp cho tóc của anh em nuôi dưỡng khỏe hơn, mạnh mẽ hơn. Và sau khi mà anh em đợi từ 3 tới 4 phút xong rồi thì anh em cứ xả cái dầu xả của anh em một cách bình thường nha anh em. Tới cái bước thứ 3 đó chính là anh em phải sấy tóc đúng cách. Cái việc mà anh em sấy tóc trong cái quá trình dưỡng tóc nó khác rất là nhiều trong cái quá trình mà anh em sấy tóc tạo kiểu nha. Cái thứ nhất khác biệt á là anh em không có cần phải sử dụng những cái đầu mà nó bo cái luồng khí lại để anh em bình thường hay tạo kiểu á, anh em không có cần sử dụng cái đó. Cái thứ hai khác biệt á là anh em không cần phải sử dụng nhiệt nó quá nóng cũng như là công suất nó quá mạnh, mà cái sấy tóc trong quá trình dưỡng tóc á là giúp cho tóc của anh em nó khô một cách thật là lành mạnh, thật là nhẹ nhàng nha. Thì ở cái bước này tôi muốn anh em có cho mình thêm một cái chai tonic cho tóc nữa. Thì anh em có thể lên Google anh em search là hair tonic hoặc là tonic cho tóc thì nó có rất là nhiều loại. Anh em cứ chọn những cái loại nào phù hợp với nhu cầu của anh em nha. Thì những cái loại hair tonic này có một cái công dụng rất là hay, nó chính là giúp cho tóc của anh em nó được bảo vệ dưới cái nhiệt độ của máy sấy. Thì kể cả máy sấy á nó có nhiệt độ như thế nào á thì nếu mà anh em cứ tiếp xúc hoài vậy á, tóc của anh em nó bị sơ, nó bị khô rất là nhiều, cho nên tóc của anh em nó không có khỏe được. Sử dụng một cái lượng tonic anh em bôi lên tóc của anh em đó, thì khi mà anh em sấy anh em chỉ cần chỉnh cái nhiệt độ ở mức trung bình cũng như là công suất mức trung bình là ok nha. Rồi sau đó sấy đều tóc của anh em cho nó khô một cách tự nhiên thôi.
Thì khi mà anh em đã sấy tóc cho tóc của anh em nó khô, nó không còn nước nữa nè, đó thấy không, tôi mới sấy tóc xong á. Thì tùy cái máy sấy tóc của anh em, nếu mà anh em nào có cái chức năng sấy lạnh á thì anh em sấy lạnh cho tóc của mình luôn nha. Anh em có nhớ hồi đầu clip tôi nói là nếu như ông nào ở đây vẫn muốn gội đầu mỗi ngày vì anh em sử dụng những cái sản phẩm tạo kiểu tóc đúng không, nếu anh em muốn gội đầu mỗi ngày thì anh em không thể thiếu được cái bước thứ tư này nha, đó chính là anh em sử dụng những cái dầu dưỡng tóc để cung cấp lại cái độ ẩm cho tóc của anh em. Anh em biết là nếu mà anh em thiếu cái độ ẩm cho tóc của anh em á, cái tóc của anh em sẽ bị khô rồi, nó bị sơ nè, cái ngọn tóc của anh em sẽ bị chỉa ngọn nè, và cái tóc của anh em chắc chắn nó sẽ không có khỏe được. Mà nếu như anh em sử dụng dầu gội mỗi ngày hoặc là anh em thường xuyên đi dưới nắng mà nắng nó chiếu tóc của anh em á, thì tóc của anh em nó còn bị khô và sơ dữ dội hơn nữa. Anh em cho một cái lượng dầu vào tay đó, sau đó là anh em xoa đều và anh em apply nhẹ nhàng trên cái phần tóc của anh em thôi. Đó, vậy thôi. Và đó là kết thúc cái routine chăm sóc tóc mà bất kỳ người nam giới nào cũng có thể làm được một cách rất là dễ dàng. Và trừ cái bước 1 là cái bước mà tẩy tế bào chết á, thì một tuần anh em làm từ 1 tới 2 lần thôi. Những cái bước sau á thì ngày nào anh em làm cũng được cả. Rất là tốt cho tóc của anh em. Và tôi rất là mong á là tóc của anh em từ giờ cho tới Tết nó sẽ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, hấp dẫn hơn, và anh em cũng sẽ tập cho mình được cái thói quen tốt hơn. Đó chính là anh em biết chăm sóc chính cái mái tóc của anh em ở đây. Chúc anh em một cái năm mới 2023 tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và cũng tràn đầy cái sự manly ở trong mình nha. Ok, bye anh em.